đuỳng hay ý đẹp tối nay ăn gì siêu tầm một người đàn ông lo sợ vợ mình không còn nghe rõ như trước và anh ta nghĩ rằng cô ấy có thể cần đến máy trợ thính anh đã gọi bác sĩ gia đình để thảo luận về vấn đề này bác sĩ nói với anh ta rằng anh chồng có thể thực hiện một bài kiểm tra để giúp bác sĩ hiểu rõ hơn về tình trạng mất thính lực của cô ấy. Bác sĩ nói, đứng cách cô ấy khoảng 20 mét và nói với giọng điệu bình thường để xem cô ấy có nghe thấy anh không. Nếu không, hãy tiến gần lại 15 mét, rồi 10 mét và tiếp tục cho đến khi anh nhận được phản hồi. Tối hôm đó, người vợ đang nấu bữa tối trong bếp anh ta đứng cách vợ khoảng 20 mét và nói với giọng điệu bình thường. Anh ấy hỏi, Em yêu, tối nay ăn gì? Không phản hồi. Vì vậy, người chồng tiến gần cô vợ hơn, cách vợ khoảng 15 mét và lặp lại. Em yêu, tối nay ăn gì? Vẫn không có phản hồi. Tiếp theo, anh ta đứng nơi cách cô vợ khoảng 10 mét và hỏi, emil tối nay ăn gì một lần nữa anh ta không nhận được phản hồi anh ta đến gần cô vợ hơn cách đó khoảng 5 mét emil tối nay ăn gì một lần nữa không có phản hồi vì vậy anh đứng ngay phía sau cô vợ emil tối nay ăn gì người vợ quay lại trả lời anh yêu, lần thứ năm em đã nói, gà. Ý nghĩa câu chuyện Đôi khi, vấn đề có thể không nằm ở người khác như chúng ta vẫn nghĩ, mà có thể là ở chúng ta. Please like and subscribe.